Từ cuối năm 2009, một con bò tót đực lẻ bầy xuống núi thường xuyên giao phối với đàn bò nhà ở thôn Bạc Trây Hai, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Ông Não Duy Pháp, trưởng phòng khoa học bảo tồn thiên nhiên, ban quản lý vườn quốc gia Phước Bình cho biết, từ những năm 2009 đến năm 2015, qua giao phối tự nhiên giữa bò tót đực và một số bò cái của người dân đã sinh được hơn 20 con bê lai bò tót những bò tót lai like này có sức vóc lớn hơn so với bò nhà cùng độ tuổi. Bò tót lai like không có u vai và yếm rốn, đầu hơi nhỏ, trán rộng và lõm, mặt hình chữ V, sưng nhọn và phát triển sớm. Khi mới sinh, bò tót lai like có lông màu nâu vàng, xám nâu, khác khá rõ với bê bò nhà. Sau 3 đến 4 tháng nuôi, lông chuyển dần sang màu nâu đen ở toàn thân. Lông ở đỉnh đầu màu vàng, vài con có màu trắng ở bốn chân, từ khuỷu chân trở xuống móng. Đa số bò tót lai đều có sừng cong, dài đều hai bên, lông có màu nâu sẫm, càng lớn thì màu lông càng ngã về màu đen như bò tót cha. Bò tót lai không có u trên lưng và nọng ở dưới cổ, một đặc điểm mà bò nhà thuần chủng nào cũng có. Con bò tót đực trên có chiều cao 1,7m, thân dài hơn 2m, nặng khoảng 1 tấn. Vào năm 2015, con bò tót đực đã bị chết do già yếu tiêu bản gồm có bộ da cặp sừng và bộ xương con bò tót được trưng bày giới thiệu tại trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng